thế muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu, còn muốn chơi là phải cho tới khi mà chết có chết thì chịu, nếu muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu, còn muốn chơi là phải cho tới khi mà chết có chết thì chịu. Bước xuống xe là mấy thằng em hai hàng dọc nên đón lại chứ phải mà xếp hàng. Anh không thích mình là đại ca nhưng nghe tên anh thì phải khép nép và xếp càng. Qua năm bảy chân anh mà nái kỳ, 2-6 hơi nóng giờ mặc Gucci, đủ la là bạc lẻ nhưng sao cho đủ ví, sao bị với anh đắp chân mà ngủ đi. Đu anh thích là chè bà ba, trong bát vàng 24 carat, anh hiền như đường tân mặt cà xa, khi nói là luôn đúng như một con một là ba. Homie anh là ông lớn bà chồng, trước mặt sau lưng đều dễ nai giả hùng, là lúc đó mày đừng có trách khỏi lên phường chứ hỏi tên và mã khung. Đứng trước anh nó không cần phải khai, khi anh cười là đời nó đen tối, không cần phiên tòa tuyên án hay bãi nại, bước luôn gốc rễ không thì nhóc con quen lối. Thích kim chi xe hàng nhưng cái lạnh làm da và môi anh đây khô hết. Em gái bạn đi muốn đổi quốc tịch khi anh nói là anh thấy cô đó. Anh chính là nắp em là nồi nên tứ phương đồng thổi, nơi nào ở vùng đó cái em gái bên anh da trắng nấu nà thích kèm những da cực phẩm cơ nào anh cũng có. Đừng để diễn đàn xác định lên nọc vô sòng dân chơi, bất cần đời này đã có mục tiêu. Đâu để anh lo đặng em sắp xếp vô nếp của anh thoải mái tiếp tục chiêu. Tao muốn mày đi về đây nắm chùm cho mẹ. Rồi lúc đó mẹ sẽ nói với con rằng là chỉ có con mới xứng đáng làm người thừa kế, không một ai là xứng đáng cái vị trí đó. Con đừng bao giờ đánh giá cái gì bởi bề ngoài sao. Kim Dương sợ cả thế giới phải săn lùng nó, nhưng mẹ phải săn lùng con về đây để giữ nó. Ai cầm nó trên tay thì sẽ chết. Đúng là người lớn giờ giấc rất đàng hoàng. Người lớn giờ giấc đàng hoàng mới làm việc được với mấy đứa con nít. Giới thiệu với ông, con trai tôi Tom Cruise. Tôm khô hả? Thèm ăn gì thích cái đó hả? Nó sẽ là người thừa kế của Kim Mỹ Nhân. Ồ vậy hả? Mời ngồi. Ngồi cũng xem mất dạy. Xuống đi con. Ngồi trên này tao nói mất dạy. Tại vì mấy thằng mời mà không có ghế nó mất dạy dữ lắm. Sao? Ông mời mẹ con tôi tới đây có chuyện gì? Mời tới đây để kể chuyện cho nghe đó mà. Mấy ngày hôm nay đó tôi lúc nào cũng nằm mơ thấy một con rồng vàng tung hoành ngang dọc. Nhưng mà nhìn kỹ, nó chỉ là một con rắn già. Muốn thay da mà không có đủ sức, phải nhờ tới một con rắn con. Đang chửi mami. Ma biệt. Ủa, tao kể tới đâu rồi? À khỏi. Tao nhớ rồi. Kể tới cái đoạn mà con rắn già nó muốn thay da mà không đủ sức, phải nhờ con rắn con. Nhưng mà con rắn con thật ra chỉ là một con trùng chỉ thôi. Chữ mami tiếp. Mẹ biết. Ê nó nghe nè. Rồi nằm mơ vậy có đánh đề không? Rắn lớn là 72, rắn nhỏ 32, rồng nhỏ số 10. Quánh đi, chỗ này tôi có phơi đã lắm, phần trăm rẻ lắm. À đó, lát ra đánh lời cho tao. Tao cứ tưởng con rắn á là số 21. Chửi mẹ nặng hơn nữa. Mẹ biết luôn. Ê Phát Diamond, tôi không có nhiều thời gian với ông. Tôi cũng không vòng vo nữa. Bữa nay tôi tới đây là muốn mua Kim Dương Sọ. Wow. 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 Cười con, cười con. Ông không phải là người đầu tiên muốn mua Kim Dương Sọ của tôi. Nhưng tôi là người đầu tiên mua Kim Dương Sọ với cái giá là... Ôi trời ơi, cái gì? Wow. Đừng có giỡn nha. Wow, oh my god. Phát Diamond, không wow. Điên hả? Wow, lũ đạn. Cảm ơn. Mami ơi, lũ đạn.
Ủa cái này là thật hay giả vậy chú? Ê! Chú không cho con hỏi cái này là giả. Tại vì con về con gắn cái móc khóa mấy cái này nó chắc quá nè. Ê mày rút chốt hả? Không phải đâu, mami. Cái này là lựu đạn. Ê! Ủa mày có. Nhưng mà ủa sao? Ê cái gì giật ra rồi hả? Ủa sao nó có hai cái rồi? Con ơi, ủa sao nó có hai cái? Chú an toàn. Dạ. Trả lại người ta đi, trả lại người ta. Chú ơi cho con gọi nè chú. Ê! Chú! Ê! Chú! 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 Mami! 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 Chú! Chú! Trả lại trả. Ủa sao mọi người nhảy đi tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 nhảy đi tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 nhảy đi tăng 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 nhảy đi tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 tăng. Hey mọi người, bây giờ sao mà mình bây giờ vẫn còn chưa ra hả? Mami. Ê trời đất ơi, ngoài vậy ta hết sức nhảy rồi. Mami bình tĩnh chú. Ê không, mọi người bình tĩnh, ý con nói là mọi người bình tĩnh. Ở bên nước ngoài con có học một khóa về ảo thuật. Bây giờ con làm cho mọi người coi. Ảo thuật đi con. Mọi người bình tĩnh. Nó biết ảo thuật tụi con ơi, nó biết ảo thuật. Bây giờ con sẽ làm cho mọi người coi. Mấy nhỏ nhát dễ sợ luôn. Trời ơi. Tập trung. Ừ, tập trung dữ lắm. Đừng có quên bỏ cái tay ra nha con, bỏ ra là nổ á. Phải dịnh. Ừ. Trời ơi mày la. Đây là một chiêu thức của David Copperfield truyền dạy cho con là người truyền nhân của ông. Cũng mami không hả? Chưa hả con? Cũng chơi con không? Ừ. Cái gì cũng phải từ từ. Mami xin lỗi, mami xin lỗi. Hey! Cái gì vậy? Bà làm chi nó làm lại được kìa. Ừ, mày đừng có làm lại nha con. Mày Dương, ê mày có tài năng rồi đó mày. Vậy là biết ảo thuật rồi. Tích quá. Có giỡn đâu, có gì đâu mà làm hết hồn nãy giờ. Ê, mami ê. Mami. Tao thấy vui được rồi. Có gì đâu mà sợ. Mami trời ơi, lũ đạn giả mà tụi bay dằn chuối sớm vậy. Vậy lũ đạn giả, ông chơi mình. Phát đây mình thì sao? Tôi không có nhiều thời gian giỡn với ông. Nghe chưa? Cảnh cáo nhẹ. Báo cho ông biết, kim mỹ nhân này chưa có già đâu. Về tụi bay. Bắn tao à? Adam! Kim! Cái kim dương rõ cho tao. Mày! Ê, mất dạy! Mày nói gì mày nói đại đi, mày làm như chửi tao á. Hey mami, nếu mà mami muốn chết thì mami chết một mình đi. Tại sao lôi con theo hả? Con về đây để con chơi, ok? Giận, câu đó là giận. Giận cái gì? Đó là lựu đạn. Nó liên quan tới tính mạng con người. Hồi nãy lựu đạn không gây chết người. Hồi nãy là súng. Nha, hồi nãy là súng.
chỉ có bắn người ta bị thương chưa chết. Ok. Con nhớ không, lựu đạn là con giật, okay. Chứ mẹ không có giật. Súng, mami chơi súng là liên quan tới tính mạng con người. Con đi. Hoàng tử, đi đâu rồi? Massage. Massage. Có luôn. Nè em gái, dừng lại đi. Em làm cho anh sướng quá. Trời, sao ta con gái mà nhăn nheo vậy? Con gái là phải dưỡng da nghe chưa? Qua. Cô Chính cho con đổi người được không? Dẹp ba cái thứ đồ chơi nhựa này đi. Vào đây massage là để thư giãn. Thư giãn đi. Tao là phải làm sướng với em đi. Anh ba, anh ba cho em đổi người được. Cái gì? Đổi cái gì mà đổi hoài vậy? Đổi lần cuối thôi. Xác khổ. Giết con. Giết ai? Đi. Trời đâu có mưa đâu mà cháy vụ. Dù chống đạn. Wow. Cái gì mà cũng có như vậy. Có, về nhà mình là an toàn con. Cái gì nhà mình cũng chống đạn luôn. Nhà chống đạn. Còn đốt được không? Đốt nổ căn nhà. Mà... chỉ có ra ruộng là chết thôi. Đúng. Ra ruộng. Chỗ trốn. Không. Qua. Ruộng. Vô nha. Hết hồn á. Nếu muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu. Còn muốn chơi là phải cho tới khi mà chết có chết thì chịu. Nếu muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết. Đi làm bằng đồ kỹ mày. Đi làm mở hồ bơi, phá mặt quần bơi. Đây mới gọi là tác phong chuyên nghiệp. Wow, vẽ cái coi. Tập trung đi. Tu anh thích đèn đè bà ba. Trong bán vàng 24 cara. Anh hiền như đường tân mặt xa khi nối là. Dò quá vậy, dò ai mà ngắn quá vậy. Dò ngắn mà má mày được không? What the... trời ơi. Sao mở hoài vậy? Sao mở bám cho con hoài vậy? Tao mở body cho má chơi ké trong khu. Nhưng mà vấn đề là tại sao mở body trong nhà mà không mở ngoài kia cho con chơi? Trời ơi, ngoài đường không an toàn, trong nhà mà an toàn lắm. Trong nhà cái gì cũng có, con muốn chơi cái gì cũng có. Tôm khô, má giờ 50 tuổi rồi, sắp sửa hồi chân rồi, cho má chơi đi. Trời ơi, sao trai đẹp dữ vậy? Cho má quẩy đi con. Đi đâu vậy? Vô đếp con anh tôi mãi tiếp tục chiếu. Nếu muốn làm thì làm mà cho tới. Mà chết có chết thì chịu. Còn muốn chơi là phải chịu cho tới. Mà chết có chết thì chịu. Nếu muốn làm thì làm mà cho tới. Mà chết có chết thì chịu. Còn muốn chơi là phải chịu cho tới. Mà chết có chết thì chịu. Go. Ôi, ba chân lý sống của cuộc đời anh. Chết đi cưng. Tha hồ chết đi cưng. Chết xong vô đây với anh. Come on baby. Come on, come on. Are you ready? Giết ta, con người lật mặt đâu có thiệt tha, con sống là
cái gì bất bình thường không? Má tôi đâu? Má tôi đâu? Tìm nhanh lên! Mày! Stop! Tập trung lại đi. Tập trung lại, đứng yên tại chỗ. Tóc giả má tôi đây nè. Má tôi đây như thế này. Ê! Đứng yên đó. Không ai giống nhất, không ai cử động hết. Em, lui về. Tập trung, bình tĩnh. Lui về. Bên mọi người, cái gì vậy? Hả? Mọi người làm cái gì mà rần rần vậy? Anh kia, chỉ cái gì, đứng yên tại chỗ. Ở nước ngoài người ta dạy tôi á, khi mà người ta chết đuối, mình nhảy xuống mình cứu, là người ta kéo mình chết theo luôn. Ok, mọi người hiểu không? Em hiểu chưa? Ok, em hiểu chưa? Hiểu. Cái mặt em ngu quá vậy, hiểu chưa? Chết đuối mà nhảy xuống là kéo là chết luôn. Ok, đó. Bây giờ phải làm sao? Hả? Cái gì? Nghĩ cách đi, come on. Nghĩ cách đi. Trời ơi, má tôi đang chết đuối đó, giỡn hả? Bà chủ đang chết đuối đó mấy đứa. Stop. Chỉ có tôi là thông minh nhất. Tôi ở đây thông minh nhất. Đi học từ nước ngoài vậy mà anh cười cái gì? Anh nghĩ không ra, anh đen nhất mà anh nghĩ không ra. Biết làm cái gì không? Tạt nước đi. Chết đuối mà mọi người làm như vậy biết chừng nào mới cản cái hồ này. Anh làm cái gì? Anh là dắt nhiệt tình nhất đó. Bây giờ phải làm sao? Làm ơn nghĩ cách giúp tôi đi. Nghĩ cách đi. Bây giờ chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Nghĩ cách giùm tôi đi. Em bình tĩnh đi. Em có cách rồi. Anh nhìn cái hồ như có cái gì kìa. Mami nha, hơi dài lắm nha. Ghê nha. Mày nha, lặng dữ lắm. Mày ngay lắm nha. Lâu vậy sao mày không cho người xuống cứu? Đúng á, con dùng mọi thủ đoạn đó, con đạp xuống cứu đó. Ủa mà sao giờ tao phải cứu ngược lại ba này vậy? Thì đó. Làm tao lặng chết rồi. Thì đó. Y nói nghe là giờ cứ cần phải hô hấp như tạo cơ. Thì ba mi, cố ba mi đó, ba mi muốn ăn sao mi ăn. Ăn thì chắc tí chịu quá. Ba mi ăn cái của ba mi đi, con ăn cái của con. Y hết chân tạo à. Come on baby. Anh ơi, anh đơn vậy nè. Anh ăn tụi em sao hết? Lỡ ăn vô chết thì sao? Trời đất ơi, sao đâu cưng. Chết thì chịu. Nào, nguyên team đi vào hết. Thank you.
bảo vệ bà chủ. Cẩn thận. Nè cô gái. Nè cô gái. Cô gái. Cái gì vậy? Cô gái ơi. Cứu kì vậy mày? Sao mày cứu xấu vậy? Bữa có tập cứu đẹp lắm à. Em yên tâm đi, sẽ không chết đâu. Ở bên nước ngoài, anh học một khóa về bác sĩ. Anh sẽ lấy đạn ra cho em. Con đi. Hoàng tử đâu rồi? Massage. Massage có luôn. Oh. Oh.